rất nhanh. Vẫn còn các vận động viên đấu súng. Vâng, điều tay các vận động viên như máy vậy. Rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, vẫn còn, hay quá. Một đường cầu rất hay. Cao rồi, vẫn lên, vẫn lên. Hay thế nhờ. Vẫn lên, vẫn lên. Đường cầu mãn nhan. Vẫn bình thường. Đúng là đẳng cấp. Bom, đúng là trận đấu giữa hai cựu vừa. Hai cặp đôi đã từng vô địch giải Mạo Khê. Bước ra chắn màn hình. Hay quá. Bung rồi. Vũ Lâm có vẻ đập hơi xịt rồi. Cáo. Vẫn không ăn được, quả bị hụt. Tiếc quá, cầu ngoài sân. 20-17. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Chúng ta cùng đến với trận bán kết của giải cầu lông thị xã Đông Triều tranh cúp thành công mở rộng lần thứ tư, với giải nhất lên đến 5.000 đô la, tương đương với khoảng 115 triệu tiền Việt Nam. Trên trang phục áo xanh, cặp đôi Dương Thiều và Tuấn Anh đến từ Bắc Ninh. Trên trang phục áo đen, cặp đôi vận động viên Lâm Hoàng Anh đến từ câu lạc bộ Thành Công Mạo Khê, một trong hai nhà tài trợ chính của giải đấu này. Ok, trận đấu bắt đầu. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Hoàng Anh Lâm đánh cho câu bộ Thành Công Mạo Khê. Phía ra màn hình, Tuấn Anh Thiều đánh cho đơn vị Bắc Ninh. Trận này sẽ rất hay mọi người ạ. Vâng, vừa mới điểm số đầu tiên thôi, chúng ta đã được theo dõi một trận đấu hay, một đường cầu hay rồi. Vẫn lên. Cầu không qua lưới, điểm số 1-0 cho Tuấn Anh Thiều. Cường. Anh em nào cổ vũ cho cặp đôi chủ nhà Thành Công Mạo Khê Cam 11, cổ vũ cho cặp đôi Bắc Ninh Cam 12. Xem cổ động viên của bên nào nhiều hơn nào. Cảm ơn anh đã giúp em chia sẻ. Cầu không qua lưới, điểm số 3 đều. Chun Ly cổ vũ cho Thành Công Mạo Khê. Đập cầu ngoài sân. Điểm số 4-3. Dự đoán Hoàng Anh Lâm win. Chị Nguyễn Như Phương cổ vũ cho Thành Công Mạo Khê. Nguyễn Hành cổ vũ cho Thành Công Mạo Khê. Anh Hùng Lì cổ vũ cho Bắc Ninh. Phạm Ngọc Định Bắc Ninh. Phạm Nhật Hải Thành Công Mạo Khê. Cổ động viên hai bên rất là đồng đều. Một pha cầu xa tầm tay, cầu trong sân. Mới vài điểm số đầu tiên, trận đấu đầu tiên của buổi sáng mà mọi người, nên khả năng xét đầu sẽ có một vài đường cầu hỏng không hay. Rất nhanh. Vẫn còn. Các vận động viên đấu súng. Vâng, điều tay các vận động viên như máy vậy. Rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, vẫn còn, hay quá. Một đường cầu rất hay. Cao rồi, vẫn lên. Vẫn lên. Hay thế nhờ. Vẫn lên. Vẫn lên. Đường cầu mãn nhan. Vẫn bình thường. Đúng là đẳng cấp. Bom, đúng là trận đấu giữa hai cựu vừa. Hai cặp đôi đã từng vô địch giải Mạo Khê. Ok, Trần Ngọc Tùng tắt highlight luôn. Cầu ngoài sân. Điểm số 7-5.
sáng lên hơi tối, thực ra cũng chả biết như nào là không được sáng luôn. Đây mọi người ạ, nhà thi đấu Quảng Ninh chất lắm. Cầu ngoài. Kê lưới hơi cao. 15-7. Lập cầu rất căng từ Tuấn Anh. Nó là Tuấn Anh thiều. Quá hay. 17-7. Mọi người có thể xem qua phía góc màn hình của live stream này cũng có thể thấy điểm số 20-19, vận động viên Long giao cầu. Đập cầu bên kia, đập cầu rất tốt từ Hồng Nam, 20 đều rồi. Chín mười tám, Hồng Nam Đức Duy dẫn ngược lại rồi. Hoàng Anh Lâm bom gắt hơn đúng không mọi người? Có vẻ hôm qua bom hơi đuối sức rồi. Điểm số 20-11, điểm kết thúc set đầu thứ nhất. Hai mươi mốt mười một, set đầu thứ nhất kết thúc, chúng ta ngóng chờ set đầu thứ hai. Cầu không qua lưới, điểm số 1 đều. Dùng đôi đàn nữ 31-40, bán kết 1. Rất khéo léo từ Dương Thiều, phải nói tại giải đấu Dương Thiều đánh thứ hai. Tí nữa kết thúc live stream thì Hùng sẽ sửa ngay lập tức. Thủ cầu góc hơi thấp, cầu ngoài sân. Trong set 1, Long Tô thua 22-20. Hai. Điểm số 4-2 cho Hoàng Anh Lâm. Rất hay. Điểm số 5-2 cho Hoàng Anh Lâm. Rất nhanh. 6-2. Cầu ngang rất nhanh từ Vũ Lâm. Ngoài tay rất hay. Hùng rất thích những pha cầu như thế của anh Hoàng Anh. Chúng ta tiếp tục với set đấu thứ hai, điểm số 9-4. Bom cầu từ Vũ Lâm, tiếp tục Hoàng Anh, vẫn chưa ăn thua. Tuấn Anh thì sao? Pha cầu rất nhanh. Điểm số 5-10, Dương Thiều giao cầu. Phát cầu rất hay. 6-10. Xếp 1, Tuấn Anh, Dương Thiều thắng nha mọi người. Rất nhanh.
về cầu rất tốt từ Dương Thiều. Mười hai mười ba rồi. Trên sân số 4, ván thứ 2, tôi làm 4-4-4-5. Vâng, 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 đi nhanh. Rất tốt. 15-12. Hai Ngọc Minh ơi, xét đấu 1 thì Dương Thiều Tuấn Anh thắng. Chung kết chiều nay đánh người nữa khoảng 2 giờ. Khoảng 2 giờ chiều. Một pha bấm cầu trái tay rất chìm của Vũ Lâm. Cao rồi. Anh Ngọc Minh nhận lật lưới nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Hơi non. Thủ cầu lỗi từ Dương Thiều. Non rồi, vẫn chưa ăn được. Rồi, 21-15. Set đấu thứ 2 kết thúc, vậy chúng ta sẽ được theo dõi set đấu thứ 3. Điểm số không đều, set đấu thứ 3 bắt đầu. Hơi cao. Một pha cầu vừa đủ lực, nếu tình huống đó dùng lực mạnh hơn sẽ ra ngoài. Đang làm việc. Hơi cao. Một pha cầu chặn cầu rất khéo từ Tuấn Anh. Non quá. 4-2. Bên kia có vẻ hơi kè tay rồi. Điểm số 7-2. Bên kia họ lên lưới nhanh lắm. Ở ngoài sân điểm số 8-2. Đập cầu vào mặt Dương Thiều, quả đấy Dương Thiều né thì là ra ngoài đấy ạ. Mười hai rồi. Cổ động viên Bắc Ninh hồi yếu như thế. Bây giờ Tuấn Anh và Dương Thiều mà sung lại thì chưa biết thế nào mọi người ạ. Rất hay. 11-3 rồi. Ngọc Triệu vừa đi qua màn hình. Huấn luyện viên Ngọc Triệu với những chiến thuật rất cáo. Dương Thiều với Tuấn Anh ke tay rồi. Pha cầu lỗi của Dương Thiều hấp dẫn như vậy. Đội
Đội bên kia họ cứ mổ mổ. Cầu ngoài. Điểm 43. Lên lưới rất hay bên Hoàng Anh Lâm, phải nói là ốp lưới cực nhanh luôn. Họ rất chủ động về vấn đề lưới. Trọng tài xác định cầu trong sân. Trọng tài bắt chuẩn thôi. Cầu không qua lưới, đội điểm 5-15. Cầu ngoài sân. 6-15. Cầu kỳ tích liệu có thể xảy ra hay không? Mười 6-6. Lập cầu ngoài. Đấu mà bị dính một chút tâm lý vào là dễ thua lắm. Hơi thiếu lực một chút. Đấy, không thèm đập căng, chỉ chặn thôi. Rất nhanh. Rất cố gắng từ anh Hoàng Anh. Một vài chém cầu rất mẫu mực. Đã hay lại còn may. Lật lưới. Số 17-9. Bắt lưới rất hay. 10-17, còn ở lại phía sau. Rất tỉnh táo. Mười hai mười bảy. Bên Dương Thiều Tuấn Anh có vẻ lấy lại cảm giác rồi, đánh ổn định hơn rồi. Cầu Dương Thiều sắc hơn rồi. Vũ Lâm hôm nay thi đấu rất hay. Đập cầu hơi xịt. 13-18. Mười bốn mười tám, khoảng cách chỉ còn 4 điểm thôi. Như thế Bắc Ninh toàn một người hô, làm sao mà ăn thua gì. Vẫn qua, hay quá, một pha xoay sở cực kỳ hay của Dương Thiều. 15-18. Đẳng cấp, rất căng. Mười chín mười lăm. Đấy, Hoàng Anh chặn lại hết, người công người chặn. Vẫn lên. Rồi, 16-19. Rất hay. Mười 17-19. Bước ra chắn màn hình. Hay quá. Bung rồi. Vũ Lâm có vẻ đập hơi xịt rồi. Cáo. Vẫn không ăn được, quả bị hụt. Tiếc quá, cầu ngoài sân. 20-17. Vẫn còn. 18-20. Dương Thiều sẽ phát cầu như nào. Trọng tài xác định cầu trong sân, một pha bỏ cầu sai lầm của Hoàng Anh. 19-20. Cameroon của anh em ạ. 20 đều. Kịch hay còn ở phía sau. Bây giờ tâm lý lại đè ngược lại bên Hoàng Anh Lâm rồi. Dẫn 3-4 điểm nhưng không quyết được. 21-20. Lại định bật kèo giống như trận Tuấn Đức Hồng Nam hay chăng?
Vòng ngoài sân 22-20. Một pha lội ngược dòng siêu kinh điển tiếp theo của cặp đôi Tuấn Anh Thiều, quá đẳng cấp, giống như trận gặp Tuấn Đức Hồng Nam vậy. Họ đã tạo ra lịch sử. Tuấn Anh Thiều, cái tên nổi nhất của cầu lông Việt Nam hiện giờ